Hello và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình và chào mừng quay trở lại với Sleezer.io. Thì mình biết là hôm nay là ngày đang survival, nhưng mà thực ra survival vẫn chả có việc gì làm, mà máy vẫn đang tiếp tục bị Sida nên là chúng ta tiếp tục quay trở lại Sleezer.io, và mình nghĩ là tiếp tục Sleezer.io mãi mãi thôi. Tại vì thứ nhất là game này cũng hay và chả biết đến khi nào thì GVM mới sửa được máy. Hơn nữa ông ấy sắp đi Nhật rồi, chả biết dùng được có chỗ chơi nữa không. Thế là mình cứ các bạn cứ chắc rằng tinh thần là chuyển sang Caesar IO nhé. Ok, thì bây giờ là chúng ta sẽ ăn hết mày, tao ăn thịt mày, tao ăn thịt mày, tao ăn thịt mày, tao ăn thịt mày. Ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi, thế này làm sao mà chịu. Ok, mục tiêu hôm nay của chúng ta vẫn tiếp tục là lên bảng xếp hạng nhé. No. Đừng làm chỗ đấy nữa. Đúng rồi, mày ở yên đấy đi. Mày ở yên. Ui dồi ôi, con kia nó to chưa? Wow. Nhìn nó kinh chưa kìa. Ấy, ấy, ghê chưa? Xem có thể ăn được con to được không? Tèng, 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 tèng. Ôi dồi, nhiều con kia. Ui. No, no, no. Đấy lắm mà đi. Em ơi, đừng, đừng. Ôi rồi ôi, con cái chết, chụp chưa? Ai bảo cái tội. Ôi rồi, nó bị bẫy rồi, nhục chưa hả em ơi? Trời ơi, tao lại hút một đống mày. Ngon quá, ha ha. Ha ha ha. Tuyệt vời quá. Tiếp tục nào. Ôi rồi. Ui rồi. Ui. Khốn nạn đấy. Phóng nhanh. Mình qua được trước cơ mà. Thật sự. Anh không để cho mày ăn được mãi đâu nhé. Đừng có vớ vẩn. Ôi trời ơi, đâu 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 đâu. Ôi sao đông thế. Ôi. Rồi đi ra này. Đi ra đằng này. Đi ra đằng này. Ú bồi. Rồi hay quá. Ui ui ui, tí nữa thì chết, tí nữa thì chết, tí nữa thì chết, tí nữa thì chết, tí nữa thì chết. Đừng chết bây giờ, đừng chết bây giờ. Nhục chưa, nhục chưa em ơi. Mãi ăn là tham ăn à, thầy bị anh lừa rồi, thầy anh lừa hẳn rồi em ạ. Rồi xem nào, xem con nào nào. Ai đâu 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 à, sao mẹ em thế phát cáu no. Mãi không lên một lần bạc sẽ bạn lấy thử nó đi đâu đâu bây giờ. Trời ơi, bổ 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 béo bổ béo bổ béo. Yeah. Tưởng phải nó không chết nữa. U boy, đâu? Ha ha, tha mày em. Ăn nó đi, mày đâu đi, mày đâu đi, mày đâu đi, mày đâu đi. Mày bị anh lừa rồi nhá em. Mày bị anh lừa rồi nhá em. Ôi đây có một chiến trường nữa, bổ béo quá. Bổ quá, bổ quá, múc quá. Ô ngon quá. Oh yeah. Đừng 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 đừng, cẩn thận, phải cẩn thận chỗ này. Oh no. God. Mình không đủ nhanh, đấy mình nhanh hơn một tí là được. Yes, chúng ta lên như lần trước rồi. Ôi giời ơi, con này.
Ôi rồi ôi thôi 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 cẩn thận, bọn này nó lao nó cắn nước nó dã man lắm, nguy hiểm lắm. Thôi là mình cứ đi đớp những thứ bên ngoài đã, bọn này hai con khác nhau, đừng nó con hai đầu. Rồi một em con này có vẻ ngu, nó cứ chạy ra đường thẳng. Bộ 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 ngon cơm ngon cơm. No ngon bổ rẻ, ngon bổ rẻ. Hà hà. Con kia quấn vào một con to đùng ấy vào, ghê thật đấy, sợ thật. Trời ơi, kinh quá. 8.000, tuyệt vời. Ngon quá nhờ. Tự nhiên. Thật bất ngờ. Mai lên bàn thờ ăn xôi. Trời ơi, có em tha cho em bình tĩnh nào. Ở đây nó phóng như điện nó lao màu mầm mà như con quái vật hồ lúc nên. Oh god. Kìa, nó quấn con khác vào kìa. Con kia đau khổ. Trời ơi, tại sao bọn mày chơi cái trò gì ghê quá. Oh no. Oh no. Oh no. Bắt hai em rồi, hai em rồi, hai em ơi, hai em đánh vỡ tan quần đùi. Thực ra các con khác, cái con kia nó rình bên ngoài chỉ định ăn mình hay sao ấy, bộ lạ thật. Ôi rồi, vâng, mày vẫn cố ăn cái gì, vẫn cố ăn cái gì à em? Mày biết mày sắp chết rồi chứ đúng không? Người lâu chết thế ấy, tưởng ăn nữa, ăn nữa đi, ăn nữa đi, đớp nữa đi, đớp nữa đi, béo lắm mà, đớp nữa đi, đớp nữa đi, đớp mãi đi. 10.500, ô tuyệt vời, mình thèm một cái đồng xu, một cái cục gì đó tròn tròn. Oh man. Rồi 10.790. Để xem mình có thể làm gì được nữa. Để xem lên được bảng xếp hạng không. Mình muốn lên được thứ nhất. Liệu có lên được thứ nhất không? Move, move, move. No. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào video sau. Các thích đừng quên để lại một like, subscribe channel của mình. Chúng nó quá đẹp. Bye bye.